thiệt ấy. Ủa lòng cho tỉnh cho ba. Chị đi đỡ quá luôn á, đỡ có động lực gì. Ráng tuần đi làm cũng đỡ, bữa nặng dễ sợ luôn. Không có một lì cựng cái gì. Ừ, một lì đi tìm chỗ đỏ quanh đi. Dưới này cũng được nè. Chị này chị đào giỏi lắm. Phúc Lâm rồi rung tay rồi. Nãy cái nó là trào lông mà vậy thôi. Của mình là trào lông đúng không vậy thôi. Ráng cầm cự vô luôn. Nhanh quá à. Rung rồi Phúc ơi. Tìm hai lần rồi đấy. Dì Thùng ơi, cho em cái kẹo dì Thùng. Không không, đừng cà phê nữa trời rồi. Nãy quốc khách ly nó luôn đó chứ. Trầu. Chị bán riêng qua em xíu nữa nha. Nhưng mà em phải uống cái thuốc này nó hết sợ.
sao viên vàng là em muốn thì về uống uống buổi sáng là sáng buổi trưa là hai viên. Đầy cân luôn. Không biết nè. Về đi, mất lặng lại. Về nằm nghỉ ngơi khỏe, đừng lặng nữa, lặng mà thường. Cái buổi trưa biết em xong uống, viên túi xong uống. Cái em xong rồi. Chị bè này mấy tiếng đó chị ha? Cái này tại vì do chị có tiêu này. Do chị tiêu cũng có nói là không có tiền hay. Còn em cho chị cái số đi. Đây. Em cũng buồn. Em nói là thằng này không thấy. Thằng ơi, chị như thiệt trực tiếp thì vậy. Dạ, em nhìn chị lấy cây cho em đi chị. Xuống đi lái luôn. Dạ, dạ, dạ. Em cho chị cái số. Không chị muốn nha. Không chị muốn. Trang gò má. Trang bị áo chị nghe kia. Gò má, gò má đấy chị mà nhớ đi. Trang đó đúng. Trang có cục mù mũ chứ không. Trang bị tiết. Tiết ghê luôn. Trang đẹp đi. Đẹp nhưng hơi tiết. Rồi. Đẹp nhưng hơi tiết. Trang đẹp nhưng hơi xu. Sâu xí. Cái này bên vệ sinh mà nó ngồi xem mình dùng. Cái nước này em càng ra, em càng chấm cho chị. Em cứ chấm cho chị. Mũi thì là ok, nhưng mà sợ mũi sau em bị tụt đó. Chắc, chắc chắn là thầy lên ra. Thầy phán. Không phán. Có dựng rội mà. Chị đứng đường dưới giúp em. Đứng dưới đây kìa. Chị đứng dưới. Ai buồn. Con chuồn chuồn. Cái gì á? Gì ăn hả? Hôm qua em tin ban được thì em ngủ qua. Em tin ban xong khoảng lúc nào mặt ổn. Mày không giờ cho em tin ban được rồi đó. Mà em một ban ghê mà em tin ban đi rồi em uống thuốc lắm. Kháng sinh ra ấm khô. Nên là thật sự không bị luôn. Em qua anh ta luôn đây kêu ta tiếp cho em đi. Em nói hát. Cho nó đang bị ấy mới á. Đây nè, chị nó bị đẩy lên phía trên một cái. Như vậy. Hầu hơi sâu. Nó bình thường á. Em bê là cao mệt mẹ vú 5 người khác là gặp người khác người ta sẽ tiêm cho bé đó là từ không tiêm được tại vì nếu mà nó tiêm chị tiêm cho nó là nó tiêm tan là nó cũng tan bớt bớt thuốc của nó đó, bà bị rất là chưa dòng
giờ đi tiêm 8 vì là vitamin là tiêm chứ rồi. Cho tiêm thôi chứ được uống. Chị nói thương người. Cuộc sống này không đấu ác với cái gì đâu. Chị Loan luôn làm được với lương tâm. Trời. Ta làm với chị là với sao mà tiêm đẹp vào đâu. Không có bây giờ. Bữa ta đi hụt mỡ. Chị Loan ấy. Đúng rồi. Bữa ta đi hụt mỡ bùng. Bà giờ ơi, bà em hết lọc rồi. Chị phải làm sao đây? Tiếp. Ta di trừ cục không đi, quanh tay, rờ cái chỗ một cục chỗ nữa. Filler nhưng mà không đều cái này. Đeo tâm đó. Khuyên á. Chữ rờ quanh tay chỗ một cục ấy sợ thật sự. Một xịt nghe, 2 năm dịch mà vẫn còn cục. Nó là cục mà. À. Giờ nó là tìm loại 46 là bằng loại. 88 là chị? À không biết. Nó tìm cái loại nó là loại ấy thì nó. Mà tụi nó có sạc đúng không? Sạc cục không? Rồi nó có sạc xong không kịp tụi mình. Thôi giờ. Giờ đó, dạ. Con nghĩ chắc cá nó gù quá rồi. Không cao hơn đó. Không cao bằng á. Mà chưa tới về đúng giờ về ăn